Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X-10 nâng cấp cực chất, giành cái chức là tân vô địch ở khu vực Thừa Thiên Huế. Vào ngày 22 tháng 6 vừa qua tại Huế, Yamaha Việt Nam đã tổ chức cái cuộc thi xe dành cho những anh em chơi xe đam mê cái dòng loại Exciter ở trong khu vực. Sân chơi này là nơi để các xe độ có thể phô diễn những gì mà nó có được như ý tưởng hiện và các dàn đồ chơi được trang bị trên xe. Nhân vật chính hôm nay chúng tôi nói về cái chiếc Exciter 110 độ phong cách là hổ hoàng theo một cái diện mạo nó bật vô cùng chất chơi. Đây cũng chính là cái nhà quán quân của chúng ta tại Huế. Và các bạn hãy cùng chúng tôi nhìn ngắm cận cảnh chi tiết đồ chơi mà nhà vô địch này đang thổi nhé. Ban đầu trên ngầu hơn với một cái bộ kèm pha S ở trên bản là Exciter 110 2009 được dán đen toàn bộ các trái đèn trông rất liền lạc và ấn tượng. Bên cạnh đó cái phần ốp đầu được ốp bằng chất liệu là carbon bơ, vừa sang trọng và nó bật. Phải có sự góp mặt của bằng tay thắng Brembo Billet, mức giá khoảng là 10 triệu đồng. Đi cùng với dàn ốc Titan và cái bình dầu Brembo có cái phần nắp ở trên làm bằng chất liệu Titan. Ngoài ra còn thêm cái cụm con Brembo Billet. Đây là cái sản phẩm nhìn khá đơn giản nhưng sở hữu có mức giá khoảng 5 triệu đồng một tay, được người chủ lựa chọn để tạo thành một cặp với cái phần tay thắng. Bên trái phải người chủ lựa chọn cho mình cái cụm công tắc hình của Domino đang được rất nhiều bạn chơi xe hiện nay là ưa dùng. Không chỉ trang bị nhiều nút bấm ngoại hình đơn giản phù hợp cho từng dòng xe mà cách họ bố trí các nút bấm tạo nên cái sự thuận lợi rất nhiều cho anh em chơi xe, dễ dàng thao tác. Phía cái bên cụm tăng tốc người chủ sử dụng thương hiệu là Monster Pro, đi cùng với hai dây gà để rút ngắn hành trình trên chiếc xe để bạn nhanh hơn. Cấu tạo cái cụm này là hai dây da nằm trên và để gắn gọn thì người chủ đã xây ngược xuống dưới. Trang bị cho lực Matrix kẹp sườn của hành trình là 70 mm, đi cùng với cái 10 xà nứt tăng chỉnh để ổn định phần tay lái không bị xà lắc khi chạy độ cao. Ở dùng cái dây trước lấy ý tưởng từ phiên bản Ninja 300 to lớn, góc cạnh đầy hàm hố, được ốp bằng cái lực carbon bơ, đi cùng với cái dàn tem Monster cũng như logo câu lạc bộ mà chủ xe đang tham gia. Vẫn lựa chọn lốc máy zin nguyên bản nhưng chủ xe thiết kế lại bằng một cái lớp kính trong suốt để thấy được hoạt động ở bên trong bộ nồi 5 lò xo. Món đồ chơi này lấy cảm hứng từ những cái nồi khô nhà Ducati đang được gác lên những dòng XT10 độ lại khá nhiều. Nắp thông nhớt được chế một cái lớp kính trong suốt để người chủ dễ dàng quan sát tình trạng nhớt bên trong và có những cái phương pháp xử lý khi có sự cố về nhớt. Phía đốc máy ở bên trái người chủ thay bằng một cái chùm sản phẩm của SS110 có để lắp vừa hoàn toàn cho những cái chiếc X-10 mà không cần phải chế cháo một cái chi tiết nào. Xung quanh được tạo màu bằng cái dạng ốc D5 được điện phân lên cái màu tím hồng rất là bật. Chi tiết chân trống cũng được thay mới bằng loại của nhà Ducati, thích hợp cái khả năng đá trống và tắt máy. Lợi thế của cái phần chân trống này là cái chiều dài phù hợp với những dòng xe phổ thông đầu bánh không có lớn là quá cao, khiến chân trống nguyên bản hay bị mất tác dụng. Và có thấy toàn bộ cái phần lường dưới được lớp một cái ốp carbon bơ để tạo nên sự nổi bật. Bên cạnh là cái phục đi trên bình dầu rời, một dòng sản phẩm đến từ Anh Quốc được gia công thành phẩm và đa phần ở thị trường Nhật Bản và được nhập Việt Nam với mức giá khoảng là 20 triệu đồng một cây, có thời gian đặt hàng rất lâu. Cái dàn chân của sổ trên mình cái heo dầu Brembo M10 của Bix đối xứng. Cái phần chân 100 mm phù hợp cho cái dòng lập phân khối lớn ở thị trường châu Âu. Để dùng được một lúc cả cặp heo này, người chủ phải bấm thêm cái sợi dầu heo đỏ đi cùng với các nhát dầu và cái bộ kia ở bên trên mới thể dùng cái đồng hồ một lúc là hai heo dầu. Kích thước cái cặp đĩa trước là quá lớn nên người chủ phải kê thêm vài cục canh vào vị trí heo dầu. Cặp bột Morin phía trước là một cái dòng sản phẩm của phân khối lớn được người chủ chia ra mạnh tay để sủ. Sau khi đã cắt ngắn lại và kết hợp với hành trình lượng dầu bên trong phù hợp cho chiếc Exciter của mình. Cái đường kính phục là quá lớn không cho phép người chủ dùng cái chản ba tiên nên cần phải xin xi một cái bộ chản ba riêng biệt, mất một khoản tiền là khá khá. Và cốc này ta thấy con xe độ còn thủ một cái full cái cặp mâm là như cái cấp của cái phiên bản Ducati Panigale 1098. Điểm nhấn cái dàn chân này là dùng các đờm bền Nắm bắt được yếu tố đó, người chủ đã sơn lại cái cặp mầm phong cách tem đấu để show ra mọi chi tiết ở dàn chân tại nó bật. Theo con tem này để thủ, phía sau là nhiệt ảnh và các chú heo dọc Rainbow Billet 2 bit đối xứng được thay thế cho cái heo dọc Rainbow lớn nguyên bản trên những cái dàn chân và những chiếc Ducati. X1BR phát cách trên hơi thở của Yamaha R6. Cái chiếc Yamaha X1BR sử dụng chung cái động cơ khung gầm bóng với chiếc Yamaha Exciter 150 số. Khác biệt hoàn toàn so với Exciter chính là cái kiểu dáng nổi bật và cái cụm đèn pha trước mặt nạ như cái kiểu Novo 2 ghi đông trần thể thao. Cái dòng xe này không được nhập Việt Nam nên các tay chơi xe đam mê phải order cái dàn áo và chế thêm lên cái mẫu Exciter 110 để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Trên thực tế, chiếc xe thuộc dòng là Exciter 105 số nhưng được chủ xe đội dàn áo X1BR. Để chế lên cái sườn của những dòng là Exciter 105 thì chủ nhân của nó phải chấp nhận cắt bỏ các phát sắt zin, sau đó chấm hàng lại những cái phát theo đúng cái dàn ốc của áo X1BR. Phần ghi đông chỉ cần là hạ xuống và câu điện đèn xuống là ổn ngay. Trang bị cặp đèn trợ sáng, đây là một cái trợ thủ rất là cần thiết cho những chủ xe muốn chinh phục những cái cung đường đêm thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó, cụm công tắc hình wheel được tích hợp rất nhiều cái nút tha hồ chủ xe chế cháo và những chức năng phụ thêm cho xe, và không cần đau đầu vì ở vị trí cho công tắc. Trang bị đồng hồ Koso ASN nằm lộ thiên ở ngoài. Phong cách này được áp dụng trên những mẫu xe race chạy trường. Họ phải núp gió nên vị trí của họ đồng hồ kiểm soát tua máy để dễ sang số. Dàn chân trước được trang bị dầu Morin, một thương hiệu đến từ Thái, rất được em chơi xe Việt Nam ưa dụng. Trang bị heo dầu Brembo lớn 2 bit đã xứng bắt vào giả phục thông qua một phát heo được làm bằng chất liệu CNC, tạo hình vô cùng là sắc nét. Sử dụng cái đĩa GZ ở trước, bên cạnh đó còn có một cái mắt đọc km/h của Koso nói trên. Trang bị heo dầu Brembo logo nhỏ ở phía sau được làm phát xoay ngược xuống dưới từ những dòng phân khối lớn thực thụ. Cái kiểu phát này là vô cùng mắc, khi ta làm tầm khoảng là 1 triệu đến 1,5 triệu. Chú heo dầu cũng được cố định vào phát bằng 2 chốc đầu tiên. Như tiêu đề mình nói đến thì chiếc xe dùng là turbo của R6 đem cho em nó tướng hình là to lớn hầm hổ hơn. Tuy nhiên các xe cũng phải làm lãi là chút xíu mới để dùng cái dòng bộ này. Tuy nhiên do không tìm được cái mâm zin của X1BR nên chủ xe dùng là mâm JS thay thế cho kiểu dáng làm mâm của hai cái dòng gần như là giống nhau, chỉ khác đặc điểm của nó là nhỏ và kích thước là bản mâm JS nhỏ hơn so với X1BR. Cảm ơn các bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.